TSS Channel. Chương 4163, chuộc tội. Dần thần tinh, hơn 3 vạn năm trước, theo hơn 1 ngàn tòa đại thế giới cùng mấy chục triệu ký sinh mệnh tinh cầu cùng một chỗ, di chuyển đến Bắc Trạch Trường Thành, thành lập thành kiếm giới một góc vũ trụ này. Viên sinh mệnh tinh cầu này, khoảng cách vô định thần hải này một kiếm giới hạch tâm khu vực rất xa, thuộc về tinh hải biên thùy. Nhưng dưới thời đại dung chuyển vũ trụ, lại có địa phương nào có thể may mắn thoát khỏi một hạt cát của thời đại rơi xuống trên người mỗi người chính là một ngọn núi xây dựng thiên địa tế đàn điều động tất cả tu sĩ ngư long cảnh trở lên trên tinh cầu đây là tế đàn lao dịch người phục dịch thường thường tuổi trẻ hào hoa phong nhã rời khỏi tinh cầu tóc bạc tuổi xế chiều mới được trở về hoặc là trở về một cái xác có người còn chôn xương tha hương Tu vi đạt tới bán thánh cảnh giới, thì phải tiến vào thánh quân, đi trong tinh không thủ hộ chiến thành cùng tận thế pháo đài, tùy thời tham dự đến cùng thần cảnh khủng bố tồn tại quyết đấu trong chiến tranh. Về phần ngư long cảnh giới võ giả, cũng muốn phục khoáng dịch, vì xây dựng thiên địa tế đàn đào móc các loại khoáng thạch. Tu kiến 12 vạn 9600 tòa thiên địa tế đàn, vết sạch toàn bộ vũ trụ tài nguyên, đối với thần vương thần tôn cùng chư thiên mà nói, chỉ là một câu bất đắc dĩ mà bi phẫn cảm khái. Nhưng đối với toàn bộ sinh linh vũ trụ mà nói, lại là đau khổ thiết thiết thực. Vô luận ở giai cấp nào, vô luận tu vi gì, đều khổ không thể tả, tử thương vô số. Những tế đàn này vừa là tài nguyên vật liệu xây dựng chân quý nhất trong vũ trụ, cũng là huyết lệ cùng hài cốt đúc thành của vô số người. Dược sư thành là dần thần tinh trên một tòa tồn tại trên vạn năm cổ xưa thành trì lấy sinh tử nhân sống xương trắng siêu phàm y thuật nổi tiếng cả viên tinh cầu vì vậy mỗi ngày đều có hàng ngàn người bệnh người bị thương chạy tới cầu y thậm chí có không ít là thương tàn vận chuyển từ trong tinh không trở về trong thành đã kín người hết chỗ ngoài thành lại dựng thành từng mảnh lều đều đang chờ cứu chữa nhan tịnh cùng tần nghi lo lắng trùng trùng bay lên cấp tốc chạy tới tinh trần cốc nơi thần y dược mẫu ở người trước bẩm báo lão sư, lại có một thuyền người bị thương, từ trong tinh không vận chuyển trở về, hơn phân nửa là tu vi thiên cực cảnh cùng địa cực cảnh. Mỏ cổ nguyên hội cảnh thạch giới kia, bởi vì không gian dung chuyển mà sụp đổ, nghe nói đã đào ra mấy vạn thi thể, còn có trăm vạn người phục dịch mỏ vây ở bên trong. Sau đó, Tần Nghi nói tiếp, ba năm gần đây, người mắc bệnh lão hóa sớm nhiều hơn gấp 10 lần so với trước kia. Có người mới 16 tuổi, trạng thái thân thể lại không khác gì lão già 60 tuổi, tóc bạc mọc rễ, nếp nhăn đầy mặt. Thế đạo này càng ngày càng gian nan, trời xanh bất công. Căn bản không cho dân chúng tìm đường sống. Hai người các nàng trong miệng lão sư, bị toàn bộ dần thần tinh tu sĩ kính trọng, thần y dược mẫu, chính là mất tích gần ba vạn năm Mộc Linh Hy. Trên cánh đồng, Mộc Linh Hy ăn mặc rất mộc mạc, mặc dù vẫn xinh đẹp như trước, nhưng giữa hai bên tóc mai đã có thể thấy được tóc bạc nhè nhẹ một tu sĩ vô luận tu vi cao bao nhiêu một khi không hề để ý dung mạo của mình dung mạo tự nhiên cũng khó có thể duy trì trạng thái đỉnh phong duy trì dung mạo không suy là phải tiêu hao tu vi cùng huyết khí hơn ba vạn năm trước đầu tiên là con trai độc nhất trương tinh thần bị chém đi thần cốt cùng thần nguyên lại gặp trương nhược trần vẫn lạc liên tiếp biến đổi lớn làm cho tâm tình cùng tinh thần của mộc linh hy đều bị thương nặng mất đi ký thác tâm linh đừng nói chỉ là dung mạo liền ngay cả tu hành đều buông xuống nhiều năm hơn ba vạn năm trước trương nhược trần nghịch truyền đạo pháp tự bạo bản thân là chấn động vũ trụ đại sự kiện mộc linh hy biết trương nhược trần trải qua sinh tử bởi vậy không thể tiếp nhận sự thật này tự mình đi đến mảnh tinh không vỡ nát kia tìm kiếm chung quanh ngay cả một kiện di vật cũng không thể tìm về sau đó, dưới sự khuyên bảo của sư tôn Phượng Thiên, nàng mới đờ đẫn trở lại kiếm giới. Khoảng thời gian đó, cảm xúc của Mộc Linh Hy gần như sụp đổ, giống như mất đi tất cả, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Lo lắng duy nhất, chỉ còn trương tinh thần bị đánh vào phàm trần lịch kiếp. Sau đó hơn một ngàn năm, Mộc Linh Hy đi khắp nơi tìm kiếm trương tinh thần, tìm kiếm hài tử của mình. Giống như một con rối gỗ lẻ loi hiu quạnh, đi khắp kiếm giới, thiên đình vũ trụ, hoàng tuyền tinh hà tất cả đại thế giới, lại tìm rất nhiều rất nhiều tinh cầu, lại không thu hoạch được gì. Không tìm thấy, có thể vĩnh viễn cũng không tìm được. Thẳng đến có một ngày, nàng đi tới dần thần tinh. Tinh cầu này, từng bởi vì trương tinh thần cùng trương hồng trần luận bàn, mà tạo thành thương vong quy mô lớn cho người vô tội. Cô cho rằng, cả đời này của mình, tất cả bi kịch đều bắt nguồn từ đây nếu lúc trương nhược trần còn sống làm sao cũng không chịu tha thứ cho trương tinh thần hiện tại hai cha con bọn họ đều đã chết liền chính mình đến chuộc tội đi đây trở thành ý niệm sống sót duy nhất của nàng gần ba vạn năm qua nàng căn bản không vận dụng tu vi cũng căn bản không tu luyện đối với thị phi bên ngoài không có bất kỳ hứng thú đương nhiên cũng không có ai biết nàng ở chỗ này ai có thể nghĩ đến một viên lại bình thường trên tinh cầu y sư đúng là một tôn khó lường thần linh có phi phàm quá khứ mấy chục năm liền có thể xóa đi vết thương trên dần thần tinh hơn ba vạn năm sớm đã không có ai nhớ rõ từng có vũ ngoại kiếm khí rơi xuống trên tinh cầu này tạo thành mấy chục vạn sinh linh tử vong chỉ có mộc linh hy nhớ rõ đây là tội nàng phải chuộc cho chương tinh thần sương mù buổi sáng đang dày đặc mang theo cảm giác mát mẻ Nghe được hai vị đệ tử bẩm báo về sau, Mộc Linh Hy từ trồng đầy kỳ hoa dược thảo trong ruộng đồng đi ra, trên người áo vải dính đầy xương sớm, trong tay giỏ trúc trang bị một loại màu tím dược hoa, thở dài, sau thương diệu, không gian là càng ngày càng không ổn định, lại đã lan tràn đến Bắc Trạch Trường Thành. Ở trong vũ trụ, kiếm giới tinh vực đã xem như là một trong những nơi không gian ổn định nhất. Tần nghi là tám đệ tử của Mộc Linh Hy, Hiếu Kỳ nói sư tôn lại biết thương diệu. Mộc Linh Hy gần ngàn năm qua, trước sau thu 17 vị đệ tử. Nhưng, không có chuyển các nàng cao thâm tu luyện điển tịch, chỉ dạy y thuật cùng bình thường tinh thần lực tu hành pháp, có thể luyện đan là được. Tần nghi tinh thần lực, đạt tới 44 giai, là trong số những đệ tử còn sống của Mộc Linh Hy, một người lớn tuổi nhất. Rất già nua, nhìn qua 7-80 tuổi, lưng còng, chày trượng, cực kỳ già nua. Đối với tu sĩ cảnh giới như các nàng mà nói, chuyện mấy vạn năm trước, chính là cách vô số thời đại. Quá xa xưa, dần thần tinh mặc dù không có cùng ngoại giới ngăn cách, nhưng trong vũ trụ tin tức, muốn chuyển tới nơi này, cũng là cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian. Mà không có tin tức xác thực, đều là các loại truyền thuyết. Cảnh thạch giới gần nhất, cũng chỉ là một tòa khoáng vật khư giới, do một vị bán thánh cường giả dưới cờ dạ xoa tộc chấn thủ. Mộc Linh Hy lại nói, bệnh suy nhược sớm có liên quan đến thiên địa tế đàn, là thọ nguyên bị đoạt. Mấy năm gần đây, trong vũ trụ hẳn là đã xảy ra đại sự gì, cho nên thiên địa tế đàn bắt đầu ra tốc hấp thu sinh mệnh tinh khí của sinh linh vũ trụ. Người tu luyện sinh mệnh lực dồi dào, tạm thời chịu đựng được. Dân chúng bình thường thì không được, thời gian mấy năm, sẽ mất đi mấy chục năm thọ nguyên, huyết khí trong cơ thể héo rũ. Nhàn tịnh lo lắng hỏi, toàn vũ trụ đều như vậy sao? Nếu là như vậy, qua trăm năm nữa, phàm nhân sẽ chết hết. Tần nghi muốn nói lại thôi, cuối cùng khàn khàn thanh âm. Lão sư, ngươi khẳng định là ẩn thế đại tu vi giả, ngươi có thể có biện pháp. Mộc Linh Hy cắt ngang lời nàng muốn nói tiếp, chúng ta đều chỉ là tiểu nhân vật, không quản được vũ trụ đại sự, quản tốt trước mắt sinh lão bệnh tử chính là cực hạn. Nếu thật có một ngày, tận thế giáng lâm, cũng đều là định số, thản nhiên đối mặt là được. Tốt nhất các ngươi không nên biết quá nhiều, biết càng nhiều, sẽ càng tuyệt vọng. Tịnh nhi, ngươi đi phía dưới thần mộc, lấy một ít sinh mệnh chi tuyền, cho mỗi một vị suy nhược đi tới dược sư thành, mỗi người uống một giọt, hy vọng có thể bù đắp một ít sinh mệnh tinh khí A. Tần nghi, mang vi sư đi xem những người bị thương được vận chuyển từ cảnh thạch giới. Cây thần mộc trong tinh trần cốc, thân cây so với sơn thể còn tráng kiện hơn. Cành lá sum xuê, phun ra nuốt vào linh khí. Trong rễ cây, sinh mệnh chi tuyền tràn ra màu trắng lấp lánh, hóa thành một dòng suối nho nhỏ, hội tụ thành một tòa đầm nước. Từ cảnh thạch giới vận chuyển trở về người bị thương, chừng mấy trăm vị, mỗi người đều là dần thần tinh võ đạo cường giả. Thương thế tương đối nhẹ, chỉ thiếu cánh tay hoặc bắp chân. Thương thế nặng, nửa thân thể đều máu thịt mơ hồ xương cốt không biết gãy bao nhiêu căn thậm chí có người trên đường vận chuyển trở về liền tắt thở mộc linh hy dù sao cũng không phải người bình thường cho dù không vận dụng tu vi thần cảnh chỉ bằng phượng hoàng huyết khí cũng có thể đem võ giả tắt thở không lâu cứu trở về cái tên thần y dược mẫu tuyệt đối không phải hư danh đa tạ dược mẫu ân cứu mạng ta liền biết chỉ cần lưu lại một hơi chống đỡ trở lại dần thần tinh liền nhất định có thể sống sót dược mẫu chính là chúng ta tái sinh cha mẹ thật vất vả mới chữa khỏi cho tất cả người bị thương mộc linh hy không kịp nghỉ ngơi một lát tần nghi vội vàng chạy tới nói lão sư lục sư tỷ đã trở lại mộc linh hy thấy ánh mắt nàng khác thường hỏi lục sư tỷ con rời đi dần thần tinh hơn một trăm năm nàng trở về hẳn là cao hứng mới đúng khóc cái gì con đi xem một chút đi tần nghi nước mắt tung hoành khóc không thành tiếng lục đệ tử doãn xương hạ của mộc linh hy tu luyện thiên tư rất cao bởi vậy sau khi tu vi thành công liền rời khỏi dần thần tinh đi tinh hải du lịch cùng cầu học mộc linh hy theo tần nghi đi tới cửa thành dược sư thành hai bên đều là người già yếu bệnh tật quỳ xuống trong mắt bọn họ dược mẫu chính là bồ tát cứu khổ cứu nạn xa xa liền nhìn thấy doãn xương hạ tóc tai bù xù nàng nhảy xuống thánh xa xông lên quỳ xuống trước mặt mộc linh hy run rẩy môi lão sư ngài cứu bọn họ đệ tử cầu ngài chỉ có ngài có thể cứu bọn họ lão nhân gia khẳng định có thể cứu bọn họ mộc linh hy đem nàng nâng lên ngón tay vút ra che khuất khuôn mặt loạn phát không thể tin được đây là hơn 100 năm trước rời đi dần thần tinh doãn xương hạ. Ngay lúc đó nàng, xinh đẹp động lòng người, thanh xuân sức sống, tu luyện thiên tư quan tuyệt dần thần tinh đồng đại tu sĩ. Mộc Linh Hy đối với nàng đánh giá là, cho dù chính mình không dạy nàng cao thâm tu luyện pháp, chỉ bằng trụ cột tinh thần lực mộ đạo đồ, nàng cuối cùng có một ngày cũng có thể bằng vào chính mình mộ tính, tu luyện thành tinh thần lực thánh giả. Những năm gần đây, mộc linh hy chính mình cũng không có tu luyện cho rằng tu vi cao thấp không thay đổi được nhân sinh buồn vui ngược lại tu vi càng cao biết chân tướng càng nhiều càng là thống khổ tu vi cao hơn nữa có thể cao hơn đế trần sao tu vi mạnh hơn nữa có thể mạnh hơn hạo thiên sao ngay cả bọn họ cũng trở về cát bụi để chống lại những nỗi kinh hoàng lớn trên trời và dưới đất bởi vậy mộc linh hy không có tự mình truyền thụ phương pháp tu luyện để mặc doãn xương hạ đi tinh hải bái sư tu hành. Con đường của mình, tự mình đi. Gặp lại, ngày xưa cái kia dần thần tinh đẹp nhất nữ tử, lại chật vật như thế, cơ hồ nhanh có tần nghi già nuôi như vậy. Cũng không biết hơn một trăm năm nay, trải qua ngăn trở cùng đau khổ cỡ nào. Mộc Linh Hy cuối cùng cũng là một cô gái có tình cảm phong phú, nhìn bộ dáng này của nàng, trong lòng chua xót vạn phần. Có chút hối hận, năm đó không có tự mình truyền thụ nàng công pháp, để cho nàng một nữ tử trẻ tuổi ở bên ngoài cơ khổ phiêu linh. Vẫn còn, nếu còn sống trở về, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Vô luận bị thương nặng bao nhiêu, vô luận gặp phải cái gì, nàng lão sư này đều nhất định có thể làm cho nàng khá hơn. Sau đó, truyền công pháp cho nàng. Dùng tài nguyên tốt nhất bồi dưỡng, chỉ chậm trễ hơn 100 năm mà thôi, căn bản không tính là cái gì mộc linh hy có tự tin này đừng nóng vội từ từ nói mộc linh hy ôn nhu an ủi nàng giống như mẫu thân yêu thương doãn xương hạ lôi kéo mộc linh hy đi về phía trước rất nhanh đi tới bên cạnh thánh xa nàng dùng bàn tay có chút khô gầy kéo rèm xe thánh xa ra nhất thời cùng với một trận mùi hôi thối cảnh tượng khủng bố xuất hiện trước mắt mộc linh hy lão sư ngài cứu bọn hắn hắn là trưởng tử của ta gọi hàn tề thiên phú rất cao trăm năm không tới liền đạt tới thánh giả cảnh giới đây là con trai thứ hai của ta tên là hàn duyệt đây là phu quân của ta hắn nhưng là một vị thánh vương đều đã chết đều đã chết sư phụ ngài có thể ngài có thể cứu bọn họ ngài khẳng định có thể đột nhiên doãn xương hạ như là bị cái gì kinh hách cuồng loạn rít gào tiện đà lại khóc giống Mộc Linh Hy nhìn bên trong thánh xa, đã hư thối mấy cỗ thi thể, lúc này mới đột nhiên lại quan sát Doãn Sương Hạ, phát hiện nàng song đồng căn bản không cách nào tiêu cự, tầm mắt tràn không mục đích du tẩu. Nghiễm nhiên là, đã sớm điên rồi, phu quân cùng con nối dõi toàn bộ đều đã chết, cửa nát nhà tan, cái này đối với một cái lưu lạc ở mênh mông trong tinh không nữ tử mà nói, là bực nào đã kích cùng thống khổ. Doãn Sương Hạ là lấy lý trí cuối cùng, đem thi thể đưa tới dần thần tinh. Chỉ là bởi vì nàng biết lão sư của mình, có y thuật cải tử hồi sinh, là một niềm hy vọng cuối cùng của nàng. Nhưng từ thiên địa tế đàn đến dần thần tinh đường xá, cũng quá mức xa xôi, thi thể đã mục nát. Tất cả đệ tử Mộc Linh Hy đều chạy tới, nhìn thấy bộ dáng doãn xương hạ như vậy, từng người đều thấp giọng nức nở, có người thì tiến lên ôm nàng vào trong ngực trấn an ký ức phủ bụi nhiều năm trong lòng Mộc Linh Hy bị đánh thức. Chính nàng làm sao chưa từng trải qua thống khổ như vậy? Sao nàng chưa từng sụp đổ? Chỉ bất quá, tu vi cùng tâm cảnh cường đại, để cho nàng gánh vác tới. Mộc Linh Hy đè nén bi thống trong lòng, vươn hai ngón tay, ấn vào mi tâm doãn xương hạ, suy tính quá khứ của nàng. Ngay sau đó, Mộc Linh Hy dò xét thi thể trong thánh xa, ánh mắt càng ngày càng ngương trọng, tự nói quả nhiên có vấn đề thiên địa tế đàn cũng quá đáng sợ không chỉ có thu đi thần võ ấn ký ngay cả tu sĩ trong cơ thể thánh tính vật chất cũng đồng thời hấp thu đây chính là nguyên nhân thi thể của thánh giả và thánh vương sẽ thối giữa nhanh như vậy phu quân và con nối dõi của doãn xương hạ đều chết trong trận động loạn sau khi tế đàn thiên địa khởi động những thi thể này cứu nhất định là cứu không được cho dù chiêu hồn cũng vô dụng bởi vì hồn linh cũng bị thiên địa tế đàn hấp thu mà đi hiện tại để cho mộc linh hy khổ não chính là có muốn giúp doãn sương hạ khôi phục trạng thái tinh thần hay không điên rồi nàng cũng có thể cứu trở về nhưng sau khi cứu về thì sao loại thống khổ này nhất định sẽ theo cả đời ai mộc linh hy cuối cùng vẫn dùng tinh thần lực đoàn tụ ý chí tinh thần của doãn sương hạ nhưng lại phong ấn một ít ký ức những đệ tử kia có đi an trí doãn xương hạ có đi an táng thi thể trong thánh xa chỉ để lại mộc linh hy một mình mệt mỏi không chịu nổi tâm lực lao lực quá độ tựa như mất hồn bình thường ngồi ở trên ghế đá trong đầu hiện ra đã từng rất nhiều tốt đẹp hồi ức nàng cũng đã từng thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên gặp chuyện lạc quan làm việc chăm không cấm kỵ võ thị học cung tây viện nhàn nhã ngũ hành khư giới cùng mộc tinh khư giới hung hiểm trụy thần sơn lĩnh cùng giới tử yến khoái ý kích thích. Ngày bị bức hôn, Trương Nhược Trần chỉ vì một lời hứa, mang theo thiên quân vạn mã tấn công ma giáo vô đỉnh sơn, khói lửa bụi đất phảng phất còn ở trước mắt, đó là bực nào làm cho nàng cảm động. Ngày đó hắn tư thế oai hùng bừng bừng, nhiệt huyết hát vang, chỉ vì một người không vì thiên hạ, khiến Mộc Linh Hy cả đời khó quên. Những năm đó, có quá nhiều điều tốt đẹp và vui vẻ đáng nhớ. Nàng có thể nằm ở trong quan tài, cho Trương Nhược Trần kinh hỉ hoặc là kinh hãi. Cũng có thể một sợi gân đuổi theo Trương Nhược Trần đi Lưỡng Ni Tông, đi Vẫn Thần Mộ Lâm, đi Âm Phủ, đi Quảng Hàn Giới, đi Công Đức chiến trường, đi Tổ Linh Giới, đi Địa Ngục Giới. Sinh tử không để ý tới, nguy hiểm là vật gì? Trương Nhược Trần đi đâu, nàng liền đi theo đó. Trương Nhược Trần chính là nhà của nàng, là tất cả của nàng nhưng về sau nàng cùng trương nhược trần tu vi chênh lệch càng lúc càng lớn đuổi không kịp bước chân của hắn mặc dù nàng cố gắng liều mạng vẫn đuổi không kịp hắn bay cao hơn việc làm càng ngày càng lớn đối thủ càng ngày càng đáng sợ tiếp tục theo đuổi sẽ trở thành liên lụy của hắn có đôi khi thậm chí mấy vạn năm cũng không gặp mặt một lần may mắn về sau có tinh thần tiểu tử kia từ nhỏ liền nghịch ngợm gây sự cùng nàng thời trẻ quá giống. Tuy rằng nghịch ngợm, nhưng tâm tư không xấu, phi thường hiếu thuận, vô luận là bế quan hay là ra ngoài, hàng năm sinh nhật nàng luôn đột nhiên cười ha hả xuất hiện trước mặt nàng, thay đổi phương pháp chọc nàng vui vẻ, mang về các loại mỹ thực kỳ quái cùng bảo vật nước ngoài. Nhưng tinh thần đúng là vẫn gặp rắc rối. Bị tước thần nguyên cùng thần cốt, đánh vào phàm trần lịch kiếp, biến mất ở mênh mông vũ trụ, rốt cuộc tìm không thấy liền ngay cả phụ thân hắn tại không lâu sau cũng ngã xuống trong vũ trụ hóa thành bụi bặm hành trình nhân sinh này thường thường lúc xuất phát vui vẻ nhất cũng thú vị nhất nhưng tất cả mọi người đều hướng về kết cục thê lương nhất đi về phía trước sẽ tiễn bước người nhà cùng bằng hữu thân thiết nhất sẽ trơ mắt nhìn mình già đi mất đi thanh xuân cùng sức sống mất đi mỹ mạo cùng hùng tâm tráng trí cuối cùng qua đời trong tuổi già và hồi ức đã bao nhiêu năm mộc linh hy cũng không dám nhớ lại quá khứ doãn Sương hạ trở về gợi lên suy nghĩ vô hạn của nàng nàng đờ đẫn ngồi trên ghế đá thân hình vô cùng đơn bạc tưởng niệm không thể khống chế giống như thủy triều vọt tới trương nhược trần đã qua đời tìm không thấy tinh thần làm cho nàng nước mắt không ngừng chảy xuôi mơ hồ tầm mắt mẫu thân âm thanh loáng thoáng vang lên bên tai một bóng người trước mắt lắc lư Mẫu thân, là con, con là tinh thần. Tinh thần A, thanh âm trở nên rõ ràng, Mộc Linh Hy cảm giác được có một đôi tay, đang nhẹ nhàng lắc bả vai của mình. Như mộng như ảo, trong mộng đã xảy ra vô số lần. Nhưng lần này là chân thật nhất. Mộc Linh Hy lau đi nước mắt, lúc này mới nhìn thấy, trương tinh thần vậy mà thật sự đứng ở trước mắt mình. Cho dù dung mạo có biến hóa nhất định, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhận lầm đây chính là con của nàng, là tinh thần. Tinh thần, tinh thần, con làm sao tìm tới nơi này? Con đã trở lại, con rốt cục đã trở lại. Nương, thật sự, thật sự rất nhớ mẫu thân. Mộc Linh Hy hai tay nâng lấy mặt trương tinh thần, nhếch miệng, hoàn toàn không giống một tôn thần linh, lấy khóc phát tiết nhiều năm qua đè ép cảm xúc, thân thể không ngừng run rẩy. Tay cô nâng thật chặt, tựa như sợ trương tinh thần lại biến mất áo bào trắng trên người trương tinh thần, là Mộc Linh Hy tự tay thêu dệt. Hắn quỳ trên mặt đất, mắt sưng đỏ, nắm chặt hai tay Mộc Linh Hy, có thể rõ ràng cảm nhận được thống khổ cùng tưởng niệm của mẫu thân mấy vạn năm qua, trong lòng tràn ngập tự trách cùng xấu hổ. Nếu không phải chính mình năm đó gây ra họa, làm sao lại để cho mẫu thân chịu ba vạn năm khổ? Thật xin lỗi, thật xin lỗi, mẫu thân. Tinh thần biết sai rồi, thật sự biết sai rồi trương tinh thần liên tục dập đầu thình thịch vang lên cuối cùng là mộc linh hy nâng hắn dậy không đành lòng ái tử tiếp tục tra tấn mình như vậy biết sai liền sửa trở về là tốt rồi hết thảy đều sẽ tốt lên nương kỳ thật không chỉ có ta tới dần thần tinh trương tinh thần nhìn về phía cửa mộc linh hy quay đầu nhìn lại thấy bản nhược đứng ở cửa chứa đầy lệ quang vừa mừng vừa sợ trần tì muội có biết những năm này ta tìm muội có bao nhiêu khổ sao muội không có cảm giác được ta dò xét phiến tinh hải này thần hồn ý niệm trong đầu sao bàn nhược không phải là một nữ tử dễ dàng lộ ra cảm xúc nhưng nàng cùng mộc linh hy quan hệ thân cận nhất làm sao nhẫn nại thấy nàng hôm nay bộ dáng như vậy mộc linh hy lắc đầu ta đã sớm phong bế thần niệm không muốn tiếp xúc với bên ngoài thật xin lỗi trần tỳ trương nhược trần từ phía sau bàn nhược đi ra nói là lỗi của ta linh hy mấy năm nay nàng chịu khổ chúng ta về nhà thôi nhìn thấy trương nhược trần mộc linh hy cả người như bị xét đánh ánh mắt sững sờ trương tinh thần vội vàng đỡ lấy mộc linh hy như là muốn ngã trên mặt đất thấp giọng nói mẫu thân ngài đây là từ trong ra ngoài tâm cùng thân hoàn toàn đem chính mình cùng ngoại giới ngăn cách mộc linh hy đẩy trương tinh thần ra nhìn chằm chằm trương nhược trần vừa hung dữ vừa khóc đi nói. Thủy tổ không dậy nổi a, à, không có chết, vì sao đến bây giờ mới tới tìm ta? Cái này trách không được phụ thân, là chính ngài giấu đi. Trương tinh thần nói, hắn là thủy tổ, hắn sẽ không biết ta trốn ở nơi nào, hắn chính là cố ý không tới tìm, muốn nhìn ta chê cười. Trương nhược trần đi tới trước mặt mộc linh hy, nhìn vẻ mặt tang thương của nàng, tiện đà, triển khai hai tay, gắt gao ôm nàng vào trong ngực cũng như lúc còn trẻ mộc linh hy căn bản dễ giụa không nổi khóc đi đọc giả đi các ngươi hợp tác gạt người giả dạ, nào có ta như thế thật trương nhược trần ghé vào tai nàng cực kỳ nghiêm túc nói sau này ta chỉ làm trương nhược trần thật không bao giờ gạt người nữa lại càng không gạt nàng thật sự trương nhược trần là cái dạng gì a à? mộc linh hy vừa hỏi vừa len lén vận chuyển huyết khí phượng hoàng trong cơ thể trên đầu trộn lẫn một tia tóc bạc truyền xanh, ngay cả da thịt cũng tỏa ra sáng bóng như tiên ngọc. Trương Nhược Trần nói, Trương Nhược Trần thật sự, bất kể là đối với Mộc Linh Hy, hay là đối với đoan Mộc Sư Tỷ, đều sẽ không làm cho các nàng thương tâm. Hết chương 4163 rồi à, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.